Màn hình gập với mức giá rẻ hơn. Mate X là chiếc smartphone màn hình gập đầu tiên của Huawei, được ra mắt vào tháng 2 năm 2019, nhưng phải đến tận tháng 11 năm ngoái, sản phẩm mới được chính thức bán ra thị trường với mức giá lên đến 2.400 đô la Mỹ. Mức giá này khiến Mate X trở thành chiếc smartphone màn hình gập cao nhất thị trường hiện nay. cùng mới chỉ chính thức bán ra thị trường được hơn 2 tháng, Huawei đã sẵn sàng để cho ra mắt phiên bản nâng cấp của Mate X với tên gọi Mate tăng công nghệ My drivers Trung Quốc. Dẫn lời các nguồn tin thân cận từ Huawei. Cho biết Best sẽ được Huawei giới thiệu tại Hội nghị di động thế giới, diễn ra vào cuối tháng 2 tới đây, sản phẩm vẫn sẽ được trang bị một cấu hình mạnh mẽ, với bộ vi xử lý Kirin 990 cao cấp nhất do Huawei phát triển, hỗ trợ kết nối mạng 5G, 12GB bộ nhớ giảm, bộ nhớ lưu trữ 512GB, cùng thỏi pin dung lượng 5000mAh. BESP được cho là sẽ có sự thay đổi đáng kể trong thiết kế, đặc biệt là ở phần bản lề gập của sản phẩm, để giúp cho màn hình bền hơn sau nhiều lần gập mở. Còn tin cũng cho biết Best sẽ có kích thước tổng thể nhỏ hơn phiên bản cũ, dù kích thước màn hình vẫn được giữ nguyên. Một điều đáng chú ý, dù được trang bị cấu hình mạnh mẽ, Best sẽ có mức giá rẻ hơn so với phiên bản Mate X đầu tiên. Điều này sẽ giúp người dùng dễ dàng tiếp cận hơn với chiếc smartphone màn hình gập của Huawei. Tở dĩ mức giá của Mate sẽ rẻ hơn phiên bản cũ, vì dây chuyền sản xuất smartphone màn hình gập của Huawei đã hoàn thiện hơn và quá trình lắp ráp sản phẩm không còn phức tạp như phiên bản đầu tiên. Điều này giúp giảm giá thành lắp ráp, góp phần giảm giá bán của sản phẩm. Ngoài ra, nguồn tin cũng cho biết Huawei chấp nhận cắt giảm lợi nhuận để giúp giảm giá bán chiếc smartphone màn hình gập thế hệ mới của mình.